Xin kính chào quý vị và các bạn. Nắng và nóng là trạng thái chính chi phối thời tiết trên cả nước ta trong khoảng thời gian là 3 ngày tới. Nắng xuất hiện từ sáng, kéo dài đến chiều muộn và đạt cường độ mạnh nhất vào thời điểm giữa trưa, trời khá oi bức. Cụ thể tại Bắc Bộ trong 3 ngày sắp tới, thời tiết phổ biến là ít mưa và bước vào cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 35 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có nơi còn cao trên mức là 39 độ. Độ ẩm không khí vào lúc trưa chiều sẽ giảm thấp chỉ vào khoảng từ 35 đến 45%. Nóng và khô sẽ khiến cho cơ thể dễ bị mệt mỏi và khó chịu. Đến thời điểm ban đêm nhiệt độ không khí giảm nhưng tiết trời vẫn khá oi nóng khi mà nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm còn ở mức là từ 26 đến 29 độ. Một số nơi ở vùng núi có thể thấp hơn một chút, trời oi bức cả ngày lẫn đêm. Thời tiết nắng nóng trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Quý vị và các bạn nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều, thời điểm nắng gay gắt nhất trong ngày và đừng quên bổ sung nước và các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Nhận định xa hơn vào khoảng ngày 10 tháng 5, nắng nóng ở các tỉnh thành Bắc Bộ mới có khả năng suy giảm do ảnh hưởng của dải mây dông ở phía Bắc di chuyển xuống gây mưa rào và dông cho khu vực, vì thế mà nhiệt độ cũng sẽ giảm theo. Đến với giải đất miền Trung trong 3 ngày tới do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây với hiệu ứng phơn làm gia tăng hơn về cường độ nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức là từ 36 đến 39 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên mức là 40 độ, mức nắng gay gắt nhất. Tuy nhiên thì các tỉnh Nam Trung Bộ thì nắng có phần giảm hơn khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 33 đến 36 độ. Hiệu ứng phơn cũng làm cho độ ẩm khu vực giảm thấp vào thời điểm trưa chiều. Điều này càng làm cho nắng nóng trở nên gay gắt hơn và tình trạng khô hạn thiếu nước còn duy trì trong thời gian tới. Do vậy, người dân cần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước sinh hoạt và sản xuất. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ. Nơi đây trong 3 ngày tới cũng sẽ là thời kỳ ít mưa. Ban ngày xuất hiện nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến là từ 34 đến 37 độ, trời nắng nóng gay gắt. Tuy ban ngày trời nắng mạnh và nhiệt cao, nhưng đến chiều tối khu vực vẫn xuất hiện những cơn mưa dông. Mưa ít trong diện hẹp nhưng vẫn tiềm ẩn những hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc và gió giật. Vì thế người dân cần hết sức lưu ý. Trên biển do ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây mở rộng, nên hầu khắp các nơi trên toàn bộ khu vực Biển Đông, trong đó có hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thịnh hành hướng gió Nam đến Đông Nam. Riêng vịnh Bắc Bộ cường độ gió gia tăng trong những ngày tới, phổ biến ở mức là cấp 5, có lúc đạt cấp 6 gây biển động. Thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Như vậy là nắng và nóng vẫn sẽ là trạng thái thời tiết trên cả nước ta trong thời gian là 3 ngày tới. Vì thế quý vị và các bạn vẫn cần đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Bản tin thời tiết cuối ngày 6 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.